Nếu một ngày mà bạn thấy xe mình lên ga nó yếu nè, rồi hao xăng nè, là chạy lúc nào cũng lụp hụp như hết hơi vậy, sơ hở cái là tắt máy nữa chứ, thì chúc mừng bạn nha, đã trúng giải nhất combo vệ sinh hỏng xăng rồi kim phun trị giá 250k rồi đó. Hoặc là nếu bạn không muốn làm, muốn từ chối giải nhất thì bạn sẽ có cơ hội nhận giải đặc biệt đây nè. Phần thưởng của giải này sẽ là trải nghiệm mỗi ngày với con xe lụp hụp, không biết tắt máy lúc nào, rồi bình xăng mới đổ lại hết, mặc dù là chỉ lên quanh gần thôi. Bởi vậy thời tới thì tranh thủ nhận đi, còn chần chờ gì nữa anh em chúng tôi. Thằng anh hỏng xăng nè, thằng em kim phun đã quyết định nắm tay nhau đi nhận cái giải nhất, đó chính là combo vệ sinh cho hai anh em nó. Ở đó người ta không hứa, không mang lại cho anh em tôi mới cấu, nhưng mà mang lại cái sự trải nghiệm êm ái mượt mà ở từng khoảng ga. Anh em bọn tôi lần đầu đi vệ sinh cũng rất là hồi hộp, nhưng thấy anh kỹ thuật thao tác cẩn thận, mở từng chi tiết, tất cả đều sử dụng dụng cụ chuyên dụng, rồi dung dịch dành riêng cho vệ sinh hỏng ga hỏng xăng, nên rất là an tâm. Các bạn biết không, đi kèm với anh em tôi là các cảm biến vô cùng quan trọng. Nếu các anh kỹ thuật ở đây mà không áo âm hiểu nha, không có tay nghề nha, thì dù vệ sinh sạch hai anh em tôi xong rồi gắn lại nhiều khi còn tệ hại hơn nữa. Bởi vậy mình khuyên các bạn đừng thấy thợ người ta làm rồi ở nhà tự làm theo hen. Bà con dòng họ tôi ở trên xe của anh em sẽ không thích như vậy đâu. Rồi thì sau đó cẩn thận lắp ráp lại, lắp đặt từng chi tiết cảm biến lại kỹ mỹ, đúng kỹ thuật, đảm bảo như zin và an toàn như mới. Tôi không tin là từ một làn da đen nhẽm dính đầy bụi than của carbon nữa, mà sau khi vệ sinh xong là từ trên xuống dưới sạch bông, trắng tinh, sáng lón, óng ánh như mới thì còn gì nữa anh em. Nói tới đây thôi chắc nhiều anh em bắt đầu hoài nghi sao anh em tôi gan vậy, là dám dẫn nhau lần đầu tiên đi trải nghiệm. Nhưng mà trước khi đi tụi tôi cũng tìm hiểu kỹ rồi, ở đây người ta làm là chuỗi cửa hàng có khắp ở mọi nơi, chuyên bảo dưỡng cơ bản nè, rồi tiêu chuẩn nè, rồi nâng cao nữa chứ. Tôi kể cho mà nghe nha, anh em tôi cũng kỹ tính chứ bộ. Tôi chọn cái combo vệ sinh hỏng ga hỏng xăng trước coi như thế nào đã, và đúng là đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi anh em ơi. Vệ sinh xong anh kỹ thuật tiến hành lắp ráp lại, cứ làm tới đâu kiểm tra tới đó, cẩn thận lắm, chỗ nào mà dơ xíu là ảnh lấy giấy lấy khăn lau lại cho sạch hết trơn nè. Anh em thấy không, nhìn cái bàn tay thuần thục nhân nhuyễn của mấy anh kỹ thuật cái này thì anh em cũng biết là một ngày làm biết bao nhiêu bộ hồng xăng kim phun rồi đúng không. Việc tháo lắp này mà lỡ tay mà mạnh hay là nhẹ quá là anh em tôi cũng sổ mũi cảm ho chứ bộ. Siết điều lực vừa lực để đảm bảo an toàn cho anh em mình nè. Tôi nghe nói ở đây tất cả các dòng xe FI nhà Honda rồi Yamaha là làm hết trơn đó anh em, mà và đồng giá là 250k cho combo vệ sinh hỏng xăng kim phun. Anh em nào mà cần làm thì ghé qua ha. Đó, tôi thì sạch sẽ rồi, giờ tới bắt đầu gắn tôi vô, quay qua quay lại thấy thằng em kim phun của tôi cũng mới được vệ sinh trong máy sóng siêu âm về, thấy nó cũng sạch sẽ sáng bóng y như tôi à, mới con nè. Giờ thì anh em gặp nhau rồi, tiếp tục gắn lên xe để cảm nhận nè. Lắp ráp hoàn chỉnh rồi anh em tôi mới biết mỗi lần mà tháo ra là phải hỏi thăm cái ông chú ECU cái đã, vì ổng tưởng tụi tôi mới gia nhập vào cái con xe mà ổng có quyền điều khiển hết tất cả hệ thống phun xăng điện tử hay là lửa điện hay là xăng gió. Nhờ mấy anh thợ sử dụng cái máy chuyên dụng set lại rồi reset lại, ổng mới hiểu chúng tôi là hồng xăng kim phun đã ở chung bấy lâu nay, ổng mới cấp tín hiệu cho xăng gió hoạt động chuẩn như zin lại. Mà cũng nhờ vậy anh em tôi mới biết nha, cái tầm quan trọng của việc này giúp xóa sạch hết tất cả bộ nhớ lỗi trên ông chú ECM chứ bộ. Rồi theo mấy anh kỹ thuật kể là để hệ thống điện điều khiển của ECU tự cân bằng lại xăng gió, giúp xe đi sau khi vệ sinh xong kim phun hỏng xăng nó hoạt động nhẹ nhàng và êm ái và tiết kiệm, và nó nhạy ga hơn. Đó tôi nói là đúng là một trải nghiệm tuyệt vời và rất chi là ưng ý luôn. Nên thử cho anh em. Anh em nào mà thấy cũng đang bị tình trạng con xe mình như vậy thì nên kêu ông chủ xe chở hai anh em mình đi liền nha. Tôi còn nghe mấy anh trong nhân viên ở đây nói là cái phương châm bên Shop2banh là sếp ảnh dặn rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với Shop2banh. Như vậy thì bên Shop2banh mới vui ha. Cảm ơn anh em đã xem clip.